Các quý vị, lúc này đang là chiều ngày 11 tháng 9 2018 và chúng tôi chân thành cảm ơn các em bạn rất trẻ nhưng mà đã yêu đồ cổ và về ủng hộ đồ gỗ Đức Hiền. Đây là bộ tranh 12.600.000 bằng gỗ cũ. Em có ghi kỷ niệm đấy 11 tháng 9 2018. Bác hôm nay bác để mùng 2 tháng 8 âm. 18 rồi. Đằng sau là đánh keo ra là ghi nó hơi trượt. Đan Phượng em phải đúng rồi, bao giờ cũng phải kèm cái chữ địa phương. Tại vì bên anh đông khách xong là không nhớ là bác nào nữa, hai bác lại giống nhau. Chụp trước cái gì? Đây chụp càng trước đi đấy, em chụp cho anh ấy phải có cả người mẫu đứng cạnh cho nó ấy, như nhà anh là lúc nào anh bắt người mẫu đứng gần. Anh 2018 xong tí em sang em ký tiếp cái sập cho anh.